trước thì để xem. Bảy đến 11 phải không thầy, thầy cô hả? Mình sẽ bắt đầu từ 7 giờ đến 11 giờ chiều, là 13 giờ cho đến 17 giờ phải không ạ? Rồi, như vậy thì thời lượng của mình cho phép là 48, cho nên là mình sẽ xây dựng cái chương trình. Nó sẽ bao gồm những cái nội dung. Thứ nhất là mình thiết kế giao diện UI UX với Figma. Nội dung này để chúng ta sẽ xây dựng cái cơ sở ban đầu để khi mà mình làm việc với khách hàng. Tại vì mình đang học ở đây là mình học ở góc độ là người thiết kế, người xây dựng, cho nên là đối với lại chúng ta khi mà chúng ta thiết kế web thì không chỉ là thiết kế web cho riêng mình mà chúng ta còn thiết kế web cho khách hàng. Khách hàng là một cái đối tượng khác. Ví dụ với một cái cơ sở bán cà phê, với một cái cửa hàng bán quần áo, với một cái công ty bán thiết bị văn phòng, ví dụ như vậy. Thì đó là khách hàng của chúng ta. Và khi mà chúng ta làm việc với khách hàng, khách hàng yêu cầu chúng ta viết một cái trang web với yêu cầu 1, 2, 3, 4 gì đó. Chúng ta nói miệng với nhau, đôi khi chúng ta nghĩ là hiểu nhau, nhưng mà chưa chắc. Tại vì lúc mà chúng ta nói như vậy, khách hàng nói như vậy, mình hiểu như vậy, nhưng mà chưa chắc là cái mà khách hàng mong muốn. Cho nên, cái gì nói ra thì bằng lời, nhưng chúng ta cần phải thể hiện bằng hình ảnh, bằng âm thanh, bằng màu sắc, bằng bố cục để nó thể hiện rõ được cái ý của khách hàng đang cần gì. Đang cần gì? Và khi khách hàng đã thể hiện được cái ý của khách hàng đang cần và chúng ta thể hiện bằng cái gọi là mockup vẽ trên Figma. Thì khi như vậy thì đối với khách hàng và đối với chúng ta cũng rất là dễ nói chuyện với nhau. Như vậy công cụ Figma này nó sẽ giúp cho chúng ta đưa lên một cái giao diện ban đầu có hình ảnh, có màu sắc, có bố cục, có cả âm thanh, có cả video nếu như mà mình muốn đưa vào, để cho khách hàng hình dung được rằng sản phẩm của khách hàng được nhận sau này là gì. Và đối với chúng ta, người thiết kế, người xây dựng trang web, thì trong công ty của mình nó cũng có rất là nhiều đội nhóm. Đội thứ nhất là chúng ta có đội thiết kế là làm cái thông tin này và thiết kế cái platform cho trang web. Trang web của chúng ta dùng công nghệ gì, có dùng database không, nếu dùng thì như thế nào, có phân quyền ra làm sao. Đó là đội ngũ thiết kế. Và một đội ngũ nữa gọi là một đội ngũ xây dựng hay là dev, tức là cái người mà ngồi code ra cái trang web, code ra cái trang web là đội dev. Đội ngũ tiếp theo là đội ngũ kiểm thử. Kiểm thử. Như vậy thì cái anh đi tiếp xúc khách hàng, anh đã gặp được khách hàng rồi, anh đã lấy được yêu cầu rồi. Anh về anh thiết kế giao diện rồi. Thiết kế giao diện rồi. Rồi sau đó cái bạn dev cũng dựa trên cái giao diện này để bạn dev viết, bạn dev thiết kế ra một cái trang web bằng HTML hoặc là bằng PHP hoặc là bằng Java hoặc là bằng cái gì đó. Nhưng mà có chắc là đúng không? Có chắc là đảm bảo được yêu cầu của khách hàng không? Như vậy lúc này chúng ta có thêm một đội nữa là đội kiểm thử, cũng quan tâm đến cái feedback. Được chưa? Đó là bài thứ nhất ha. Bài thứ hai là cái bài mà chúng ta thiết kế web. Thiết kế web ở đây. Bài thứ nhất thầy đóng lại cái. Bài thứ hai là chúng ta thiết kế web với Framework HTML5 và CSS. Như vậy thì chúng ta đã thiết kế được giao diện với khách hàng và khách hàng đồng ý với giao diện này rồi.
À, với cái trang chính nó là như vậy, trang đăng ký nó là như thế, mọi người đã đồng ý với nhau. Và chúng ta sẽ bắt tay vào làm, chúng ta sẽ code bằng HTML5, HTML và CSS. Như vậy thì với cái công cụ này, chúng ta sẽ code một cái trang web. Ví dụ như là các bạn đang thấy một cái trang web mà mình đang mở ở đây, một trang web mình đang mở ở đây. Thì khi mà chúng ta sẽ xem code của nó, chúng ta sẽ xem code của nó, chúng ta sẽ nhấn F12. Chúng ta sẽ xem ở bên trong này nó sẽ có những cái thành phần như thế nào. Đây, ví dụ đây là cái source code của trang web. Mình đang có một cái trang web như thế này, là trang web bit.ly.com, và người ta đã có đây thành phần của trang web HTML, HTML language English, rồi có head, có body. Đó, đây là cái mà người ta đã thiết kế, đã có để nó có cái nội dung giống như là mình đang nhìn thấy ở bên này. Được chưa nào? Đó, đây HTML của chúng ta. Như vậy thì để làm ra được một cái trang web như thế này thì mình sẽ học những gì? Đây, các bạn sẽ có cái phần HTML và CSS. Tất nhiên, đối với lại cái thời lượng của mình thì các bạn chưa làm được một cái trang web hoành tráng như thế. Nhưng mình cũng làm được một cái trang web nó có hình dạng, nó có style, nó có màu sắc, nó có các cái cấu hình nó tương tự. Còn nếu như mình để làm đảm bảo được một cái trang web hoành tráng như thế thì chúng ta cần phải học nhiều hơn. Đó là về phần HTML ha. Sau khi mà chúng ta học phần HTML cơ bản ở trong cái bài 2, mình có buổi 5, buổi 6, buổi 7 để mà học về HTML, CSS, thiết kế form. Form thì mình có cái Java, jQuery. Mình sẽ đi sâu vào nội dung sau. Đó là mình xong bài 2 về HTML. Đối với lại một trang web, khi các bạn xem cái giao diện giống như là bạn đang nhìn thấy ở đây. Đây là cái giao diện của cái thằng Google Drive. Và các bạn đang nhìn thấy giao diện này là giao diện trên web. Còn giao diện cũng là nó. Cái này và cái này có phải là một không? Đây và đây có phải là một không? Là một đường link đó các bạn, một đường link. Nhưng mà đây là xem trên giao diện của máy tính. Đây là xem trên giao diện của điện thoại. Hai giao diện nó sẽ có bố cục khác nhau. Có bố cục khác nhau để nó phù hợp với cái màn hình mình xem. Màn hình mình xem. Như vậy thì cái đó chúng ta gọi là responsive. Responsive. Để khi mà mình viết một trang web, mình có thể sử dụng lại chính cái nội dung mình đã thiết kế đó và mình thay đổi về cái bố cục. Thay đổi về bố cục tí xíu để cho khi mà mình hiển thị lên trên cái màn hình của các thiết bị khác thì nó có thể là dễ nhìn thấy. Dễ nhìn thấy. Thì cái đó chúng ta gọi là responsive. Được chưa? Cái đó chúng ta gọi là responsive để mà nó thuận tiện trong cái quá trình mà chúng ta xem ở các cái giao diện khác nhau. Đó. Chứ chúng ta cũng không nhất thiết là phải viết hoàn toàn lại mà chúng ta chỉ cần thay đổi về một cái phần cấu hình gọi là cấu hình responsive để cho mình xem được các cái trang web của mình ở trên các thiết bị khác nhau. Đó là bài số 3. Đối với bài số 4 thì chúng ta sẽ dành thời lượng để thiết kế một cái trang web thiết kế một cái trang web. Như vậy thì chúng ta sẽ lập kế hoạch để lên thiết kế giao diện một cái trang thương mại điện tử. Thì các bạn có thể chọn một cái đề tài nào đó bất kỳ
để chúng ta thực hành lại ba cái bài trên. Thực hành lại ba cái bài trên. Chúng ta đi thiết kế giao diện, chúng ta đi code HTML và chúng ta respond shield để cho nó hoạt động trên cái thiết bị di động cũng như là thiết bị máy tính. À, đó là bài số 4. Thầy xin phép đóng cái cửa cái mưa ồn. Trong cái bài này của mình thì rồi, như vậy thì đối với lại bài số 4 thiết kế một cái web thương mại điện tử, thì khi mà các bạn đã học được bài đầu tiên, các bạn đã hình dung được là cái môn học của mình sẽ làm được gì, thì cũng kính nhờ quý thầy cô ở các cái cơ sở trao đổi hướng dẫn thêm về cái định hướng chọn đề tài. Ở cái phần này thì cũng cũng được chỗ thầy Sơn là trao đổi là quý thầy cô chủ yếu là để quản lý lớp giúp mình trong cái môn học, nhưng thì nhân tiện đây đôi khi là các em ở dưới nó xa mình, nó cũng chưa có nắm được cái vấn đề là mình nên chọn đề tài gì, thì ở chỗ này chủ yếu là mình nhờ quý thầy cô là ví dụ à mình chọn cái đề tài về bán quần áo nè, mình chọn cái đề tài về bán điện thoại nè, mình chọn cái đề tài về quản lý nhà hàng nè, ví dụ thế. Thì mình có thể là thành lập giúp cho mình một group khoảng cỡ bốn bạn, sau đó thì mình sẽ đi tìm một cái trang web nào đó mà mình yêu thích, rồi mình thấy cái giao diện của người ta hay thì mình sẽ chọn ra một vài trang để mình thiết kế, chứ mình không thiết kế hết. Ví dụ như mình thiết kế trang chủ nè, trang sản phẩm, trang đăng ký, trang đăng nhập, rồi trang chi tiết sản phẩm. Đó, như vậy thì mình thiết kế một số trang như thế. Thì nếu như được sự hỗ trợ của quý thầy cô thì mấy em nó sẽ dễ có cái sự liên kết làm việc nhóm. Thì không biết là nó có phiền quý thầy cô quá không? Còn khi mà các bạn làm ở dưới, nếu mà có vấn đề gì cần hỏi thì các bạn cứ hỏi trực tiếp mình. Còn chỉ là nhờ quý thầy cô ở cái group là thành lập giúp cái nhóm cho mình và quản lý cái nhóm ở dưới, là xem thử là các bạn có đầy đủ chưa, rồi các bạn đã làm được cái nhiệm vụ của thầy chưa. Nếu mà chưa thì các bạn chủ động hỏi nhé. Dạ, cảm ơn quý thầy cô, cảm ơn các bạn. Đó là cái thần buổi số 4 của mình, là mình bài 4 của mình có buổi 10, 11, 12. Trong cái bài hoàn thiện đồ án và thuyết trình thì thầy cũng mong muốn là các nhóm sẽ chia sẻ là đối với lại cái bài của mình như thế là mình đã làm rồi và trang web của mình là dựa trên ý tưởng gì, và với cái giao diện như vậy thì mình làm được những gì, mình đang ứng dụng cái phong cách thiết kế nào, mình tại sao mình chọn màu xanh, tại sao mình chọn màu đỏ, vân vân. Thì tất cả những cái đó là các bạn đang sẽ có một cái buổi cuối ha, buổi cuối của chúng ta để các nhóm sẽ chia sẻ cái ý tưởng đó lên. Cũng giống như sau khi mà các bạn đi làm xong một cái dự án, các bạn sẽ trình bày cái đó đối với khách hàng. Thì lúc buổi thứ 12 thì các bạn xem thầy là khách hàng để các bạn thuyết trình, để các bạn trình bày và thuyết phục, được chưa nào? Đó là toàn bộ nội dung mà chúng ta sẽ hoàn thành trong cái 48 giờ của chúng ta, toàn bộ nội dung mà chúng ta sẽ hoàn thành trong 48 giờ. Đó có 4 bài để chúng ta hoàn thành. Khi mà chúng ta hoàn thành ở đây thì chúng ta cũng đã có một cái cơ sở để chúng ta đảm bảo rằng là chúng ta thiết kế được những cái web cơ bản, những cái cơ bản.